Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện đã có gần 200 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về tình hình lao động tiền lương, thưởng Tết Dương lịch và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người lao động. Mức thưởng Tết dự kiến bình quân đạt 6,2 triệu đồng một người, trong đó khối doanh nghiệp tư nhân có mức thưởng bình quân 12 triệu đồng một người, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3,7 triệu đồng. Công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước 4 triệu đồng. Đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhưng năm 2021, phần lớn doanh nghiệp đều tích cực khắc phục nỗ lực trong đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và cơ bản duy trì mức thưởng như năm ngoái. Một số doanh nghiệp có mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán cao như công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên Kinh đô miền Bắc trên 87 triệu đồng, công ty cổ phần thực phẩm và đồ uống quốc tế 120 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Manufacturing khu công nghiệp Thăng Long 2 90 triệu đồng.